Chào các bạn đã quay trở lại với Chí trong MV Tình Anh Em. Đây này ôi, Chí phèo thị nở. Sao đốt đỏ? Chúng ta lên với. À, cái đồng hồ em anh bỏ trong túi nhá. Tí ra đấy nhá. Bỏ, anh bỏ túi anh. Bơm à? Con mo quạt quạt thử cái nào, vào vai, vào vai, vào vai. Bài giờ đến một ngày tình cờ nhận ra anh đã yêu rồi. À ok, rất đẹp trai. Cái này sơn sơn các bạn nhá. Sơn lên để đẹp trai. Tăng độ đẹp trai. Phim dài đỡ cực nhở. Lần năm ngoái em quay với anh là anh phải vác cái chạy đi chạy lại. Ok, tuyệt vời. Ra này bắt tay kìa. Ui, tí rớt tí rớt. Mày Phan Kỳ có phải là ông giáo nhỉ? Em là quên mất vai rồi. Bà Kiến. Quên Bà Kiến. Mặt anh có theo à? Trong cuộc sống này ấy, chỉ có làm mấy quan có làm chứ dành mặt ăn vạ như tôi không ạ? Cậu vàng trông sai vãi. Nhưng mà cậu vàng này không gắn nhỉ chị nhỉ? Ai gọi? Không ai gọi. Ôi cậu vàng béo quá. Cậu vàng béo quá. Lão Hạc. À, Lão Hạc đâu? Rồi, chúng ta có một bài diễn vô cùng độc đáo ở cậu vàng. Hello anh em. Hiện tại đã quay một số cảnh rồi. Còn lại thì cái việc quay này nó sẽ khá là lâu anh em ạ. Chúng ta có mặt bây giờ là nếu không nhầm là 12 giờ trưa, 13 giờ bắt đầu quay rồi, khoảng 10 giờ 3 tiếng trôi qua. hôm nay khả năng chắc là khoảng trước 12 giờ đêm sẽ ăn xong. Yo, cùng tham quan một xíu đi, mọi người đang vừa nghỉ ngơi ăn uống xong nhé. Tôi ở trong này vai Chí Phèo nên là đi chân đất công ạ, không có dép đi đâu. Theo mày luôn à? Ông nào mở nhạc ở mề quá đi. Anh chụp ảnh. Ok. Chào anh. Hiện tại đang chụp concept để có thể lấy hình ảnh và chúng ta sẽ làm cái poster mọi người. Đó. Anh em xem cái bối cảnh này nha. Đó, bối cảnh xung quanh đây. Trên rất nhiều đèn LED các kiểu còn là điều. Ok chưa? Đây anh em đội ngũ quay phim này. Wow. Chúng ta có cả một dàn ekip mà. Và chắc là hôm nay thì quay hầu như tất cả các cảnh chúng ta sẽ quay tại cái đây, quay tại chỗ này anh em. Đây, anh em đằng sau chỉnh ánh sáng. Ngoài trời ở Hà Nội thì vẫn đang mưa mọi người. Đây là những ngày mưa. Ok nha. Như Cham cân năm với lại ai nữa ta? Cô Lý đi đâu đấy? Có không biết đâu. Không có trong này anh em. Ok, Sam thì đang make up lại để đứng ra ngoài kia chụp concept mọi người. Chúng ta sẽ có tổng khoảng vài chục tấm hình chọn lọc anh em ạ, dần. Đấy, đúng không? Đấy, Sam đã được make up xinh gái. Và tôi vẫn thấy nhưng mà anh em có thấy cái vết sẹo trên mặt tôi còn không nhỉ? Không biết nó trôi chưa? Còn nhưng mà nó mờ hơn đúng không? Đấy. Xong kiểu cho anh em xem cái quần của tôi là mấy cái miếng vá dán bằng băng keo hai mặt đấy anh em. Quần áo vá nhiều á. Thề. Chưa bao giờ rẻ rách như thế này các bạn. Quần áo nhiều vá cái gì. Xong tôi bẩn này. Vá trên vai kiểu kiểu. Vai Chí Phèo. Đây. Ừ.
đi chân đất nên là cảm giác chân dơ quá mọi người ơi. Thề luôn, hoàn toàn trắng xóa cả chân. Hello vô lý cái mình, vô lý cái mình là có dép phải đi nha. Tôi không có đâu, với mấy anh em nhà nghèo không có đâu, bởi vì là vô lý trong vai ai nhỉ? Quên rồi. Nhà giàu. Nhà giàu, nhà giàu. Thằng bờm. Có phép quạt. Nhưng mà quạt mo của vô lý đâu? Vứt rồi à? Chết 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 chết. Phải có quạt mo với đổ được ao cá mè. Đây. Đây là Sam. Chúng ta chụp concept. Ơ, tí nữa là có cả wedding với tôi với cả thị nở hay không ạ? Ơ, hả? Trông như kiểu trang trí cái dạp cô dâu chú rể ấy, không ạ? Đây này, vẫn đang set up bối cảnh đây, có cả lồng đèn với cái gì này. Tên tên. Rồi, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Cho anh chụp ảnh, anh tác nghiệp nhá. Hello anh em. Và đây, hiện tại thì mình đang quay một cái phân cảnh nữa là tôi với cốc trà sữa này. Và người vào trong cái máy quay ở kia. Mít, từ nãy giờ mít. Đây, chúng ta phải quay lại. Và hôm sau các bạn, đơn giản thôi. Hiện tại thì mình đang thay pin và đang chờ để quay cho mọi người. Ok. Cái này quay bằng iPhone nét phải. Ui, đã phụt xịn. Đây. Nhìn cốc trà sữa ăn cười nhá. Hello những người anh em, hiện tại tôi vừa quay xong phân cảnh tôi uống cốc trà sữa và cười đấy. Đây, chúng ta có một cái màn hình preview. Và đây, vô lý đấy anh, xin lưu ý nhỉ. Đúng rồi, hay quá. Vừa quạt vừa xa bụng. Đúng rồi, cười tươi lên, phải cười tươi lên. Cười dễ thương lên à? Bình thường quá à? Đấy, và sau cảnh vừa rồi tôi được tặng một cốc trà sữa anh em ạ. Cho lợ, cho lợ. Ngon thôi. Nó đi chờ thôi. Quay lâu phút anh em. Và hình như là mình nghĩ là đã hoàn thành được khoảng 60% cảnh quay. Đó, và chúng ta vẫn còn đây và còn khá là nhiều cảnh quay nữa thì anh em yên tâm thôi. Người đang nghỉ giải lao sau một cái phân cảnh chính khá là mệt. Đó, và chúng ta sẽ cùng xem. Rào. Quay lại, quay lại, quay lại. Đây, đây. Rào. Chưa, chọn, đây, đây, em quay chợ Đồng Xuân, mình không biết gì đâu. Cái này là chợ Đồng Xuân mọi người nhá. Chợ Đồng Xuân 20 một cái, mình nghĩ thế thôi nhưng mà chắc là nó có thể lên đến 21.000 chẳng hạn. Đây. Ô, mặc như long bào nhỉ? Long bào. Dâu 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 dâu. Thật ra như này, hôm qua là Mạnh Phan Kỳ thức khuya quá nên là mọc dâu nó lên nhiều, mình cũng thế mà. Nên là đạo diễn cho đóng vai này luôn. Hợp lý không? Hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Mà mình thích đóng vai này lắm. Đây. Ừ. Cắm cay quấn tai. Mà đây là vai gì nhỉ? Vai bà Kiến. Vai chức bà Kiến. Chức quyền trong hồ xưa đấy. Chức quyền gì nhỉ? Tưởng là chỉ có giàu và không có gì cả. Phải cắm cay quấn tai mà. Cứ đùa tôi nhỉ? Ôi ôi người anh em. Cắm cay quấn tai. Hả? Cắm cay quấn người ta không mà. Đâu? Gậy đâu rồi? Gậy rồi. Rồi. Ai ông cắm gậy ông quấn tai. Quay xong là vứt đây à? Oh, buồn cười nhỉ? Đây, chúng ta sẽ cùng tham quan một xíu về những cảnh quay phụ đây. Yeah. Xăm luôn anh lại đùa em à? Đây, anh sợ xem có phải dán đâu. Thay đổi cuộc đời tôi anh ạ. Wi-Fi thay đổi cuộc đời tôi. Thay đổi thật. Cứ sống với đam mê và nụ cười trên môi. Well well. Mị và đám trai làng chơi Wi-Fi. Tí nữa tôi cập nhật tiếp cho anh em nhé. Chắc là vô đây nghỉ ngơi. Ơ dạ em chào chị xinh gái ạ. À vâng, đây là chị make up cho tụi mình cũng là phục trang. Không, hình như chị chỉ phục trang thôi, em nhớ nhầm. Dạ, ok, yêu chị.
Dạ. À thật ra ấy, trước khi nếu mà không quay sớm là em hôm nay em tính nhuộm tóc màu cam cơ cho nổi cơ, nhưng mà anh bị đổ sơn vào đầu. Thế thì anh phải hỏi Xuân tóc đỏ rồi, đúng là sơn vào đầu thật, còn anh cái này là anh tẩy tóc anh nhuộm. Anh hôm qua anh đi thùng sơn để định sơn lên. Đâu? Nhuộm cái áo, nhuộm quần áo. Đâu? Rơi một phát vào đầu thì anh cứ về tắm rửa đâu người vẫn thôi, anh lại đùa em rồi. Rơi cả áo màu trắng xong rồi nó thành màu xanh này á. Ừ. Ui, có xong tay anh bị thương là do anh bị đổ sơn đấy. Đổ sơn trẹo tay mà. Nói điêu trẹo tay. Đèo tin. Đây, chúng ta sẽ đến với Mạnh Phan Kỳ and gì nhỉ? Tiếp với quần chúng and Vô Lý, đúng rồi. Dạ. Hiện tại thì đang xem để fix make up bởi vì là mình đã quay từ lúc 10 giờ sáng mà bây giờ sẽ phải kiểu dặn lại sao cho make up nó ok ấy. Nó đỡ bị kiểu bị ngu người ấy. Trời mắt quá. Ok bạn, bây giờ là mấy giờ rồi đây? À, mới gần 12 giờ đó. Ui, sao gọi? Sao tất nhiên giờ đi? Gọi xem.